với cái chủ đề về bẫy bìm bịp. Hôm nay shop sẽ làm một clip này hướng dẫn các bác cách sử dụng mẹt bẫy bìm bịp mới nhất. Và vấn đề thứ hai đó là vấn đề kết hợp từ ba những cái sản phẩm, bộ ba sản phẩm mà để các bác đi bẫy làm sao mà đạt cái hiệu quả cao nhất. Thì đầu tiên các bác để đi bẫy bìm bịp được, các bác cần phải có một cái mẹt bịp như thế này. Đây là mẹt hình vuông nha các bác nhé. Đấy, như cầm này. Mẹt này mẹt hình vuông và chất liệu của nó là 100% từ inox, inox 100% hoàn toàn. Các bác có thể thấy này, chống han gì tuyệt đối nhé các bác nhé. Chất liệu bằng inox thì nó hơn hẳn cái chất liệu bằng thép. Bởi vì sao? Bởi vì các bác có thể đi mưa đi nắng, dãi nắng thoải mái mà nó không lo nó bị han gì. Đấy, còn cái chất liệu bằng thép thì tất nhiên nó sẽ rẻ hơn một chút. Thế nhưng mà các bác đi đánh thì tránh làm sao được nắng mưa, nó sẽ bị han gì và dần dần nó rất xấu. Đấy, còn cái chất liệu bằng inox hoàn toàn này thì các bác yên tâm là không bao giờ bị han gì. Đấy, từ cả những cái lò xo này, tất tần tật, từ những cái chân ghim bên shop gửi đi cho các bác cũng đều bằng inox hết nhé các bác nhá. Lưới thì lưới là làm bằng lưới dù siêu bền, các bác nhìn thấy này. Và đã được nhuộm màu cỏ khô. Các bác thích nhuộm màu cỏ khô hoặc là màu xanh đều được. Hoặc kể cả như những cái mẹt bẫy như này, bên shop cũng có thể sơn màu ngụy trang hình lá cây khô hoặc là có thể là bằng màu xanh lá cây. Đấy, thường thường thì ngụy trang cái màu lá cây khô sẽ hợp lý hơn. Bởi vì đi đánh bìm bịp là thường thường đánh trên đồi thì là cỏ cây lá khô, chứ không phải đánh ngoài đồng. Đánh ngoài đồng thì chắc chắn là sẽ màu xanh, bởi vì là cây cối tươi tốt nó khác. Còn ở trên đồi thì các bác thường thường ngụy trang cỏ khô tốt nhất. Cái đấy là cái có thể là làm thêm. Hoặc là các bác đi đánh như thế này thì như một cái chiếc mẹt bẫy bìm như thế này thì các bác có thể ngụy trang lại bằng những cái lá cây, cỏ cây khô, lá khô. Đấy, còn đây là những cái chân ghim mà shop sẽ gửi đi để cho các bác ghim vào như này. Như màn hình đây các bác có thể nhìn thấy nhá. Một chân ghim này, hai chân ghim. Và hiện tại là bên shop đang ghim hai chân. Và các bác có thể ghim ba chân tùy ý các bác thích. Các bác có thể ghim ở đây cũng được, ghim ở đây cũng được, hoặc là ghim ra đây. Thế là tùy các bác. Hai chân ghim như này là đủ mạnh, thoải mái rồi. Hôm nay shop giới thiệu bộ ba là gì? Đầu tiên là các bác phải cần có mẹt bẫy. Mẹt bẫy này thì chất liệu bằng inox hoàn toàn này. Kích thước thì cái chiều ngang của cái mẹt này thì là rộng 60 nhá. Còn cái chiều úp ra này là sẽ là 80 các bác ạ. Chuẩn các bác, không thiếu một ly. Chỉ có thừa ra chứ không bao giờ kích thước có thiếu, đảm bảo các bác hàng chuẩn luôn. Đấy. Và tiếp đến cái thứ hai không thể thiếu để các bác đi bẫy bìm bịp và đạt hiệu quả cao nhất. Đó là một chiếc loa như này, một chiếc loa gọi mồi. Đây là tiếng bìm bịp nhái mới nhất 2019. Tiếng bìm bịp kèm theo tiếng nhái nhé các bác nhé. Đấy. Đấy là bộ phận thứ hai này. Và tiếp đến là cái thành phần thứ ba mà không thể thiếu được để cho các bác đi đánh. Đây là con bìm bịp giả nhé các bác nhé. Bìm bịp này thực ra là con bìm bịp bọn chúng mình đi đánh về thật nha các bác nhá. Thế xong rồi sơ chế, qua sơ chế, ngâm sơ chế này, moi hết ruột ra, xong rồi bên trong bây giờ đang là nhồi keo, hoặc các bác cũng thể gọi là nhồi silicon. Đấy các bác ạ, chống thối nhé các bác nhá. Các bác có thể phơi mưa phơi nắng được. Và cái giá thành thì lại cực kỳ là rẻ, không hơn cái thú nhồi bông là bao nhiêu đâu. Nếu như con bìm bịp như thế này mà nhồi bông thì cái giá thành nó sẽ rẻ hơn rất chi là nhiều, nhưng mà chất lượng sẽ không thể bằng cái con bìm bịp nhồi keo này được. Và để sắm thêm ngoài ba cái bộ ba sản phẩm mà các bác đi bẫy bìm bịp như thế này, các bác có thể treo thêm một con nhái ở đây, con nhái hoặc con cóc. Đấy, để đạt hiệu quả cao nhất thì các bác lên treo cả hai con, làm sao mà hai con nên nó nhìn thấy nhau hoặc nó chạm vào nhau. Khi nó cấu xé, cắn xé nhau nó tạo lên một cái tiếng rất chi là thật của nhái hoặc là cóc nó kêu. Đấy, thì nó sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Đấy là cái phần phụ lục thêm. Ngoài ra thì các bác cũng có thể là trong cái thời gian chờ đợi cái mẹt bẫy này, các bác mua thêm cho mình một chiếc lều ngụy trang. Đây là lều ngụy trang, lều tự bung ba cửa sổ mà bên shop đang bán và đang cung cấp ra ngoài thị trường. Đấy, cái loại này là loại 1m nhé các bác nhé. Chiều ngang 1m, chiều dài 1m. Đấy, và được ngụy trang bằng cái hình lá cây khô. Và cái chất liệu là làm lên từ vải bạc. Các bác có thể tránh mưa phùn trong cái thời kiện điều tiết thời tiết là mưa phùn hoặc là nắng thì các bác cũng có thể trú ở đây mà không lo bị nóng quá đâu. Bởi vì thực ra cái lều như thế này đều có ba cửa sổ. Các bác ngồi bên trong, thường thường các bác sẽ ngồi ở dưới gốc cây, nó sẽ rất chi là mát. Đấy, tránh mưa tránh nắng được nhá. Tránh muỗi dĩn luôn. Em đi bẫy rồi thì em biết, đi lên đồi nó rất chi là nhiều muỗi và nhiều dĩn. Các bác có thể ngồi trong này và mở cửa sổ ra quan sát chiếc bẫy của mình. Đấy, mà không lo bị muỗi dĩn. Đấy, và cái loại này là loại tự bung ba cửa sổ nhé các bác nhé.
Đấy, đây là phần phụ lục thêm ngoài cái bộ ba sản phẩm để tạo lên cái hiệu quả khi các bác đi đánh bìm bìm. Và bây giờ thì trong cái phần tiếp theo là em sẽ thử cái mẹt bẫy bìm bìm về cho các bác xem cái độ nhạy của nó nhá. Cái khung mà làm lên cái mẹt bìm bìm này thì được làm lên từ cái chất liệu inox và dày 6 ly nha các bác nha. Đấy, cả cái phần lò xo này cũng dày khoảng 2,8 ly. Tất nhiên là nó sẽ không dày bằng mẹt chim săn, thế nhưng mà đủ để các bác đi về bẫy bìm bìm rất chi là nhận. Và cái chiếc mẹt bìm bìm này được cải tiến rất nhiều trong như trong cái clip trước shop đã giới thiệu rất chi là kỹ. Đó là cái phần cầu tử này, đây là cái phần cầu tử. Thường thường trước như cái mẹt cũ của bên shop thiết kế cái vòng tròn này nó sẽ nằm ở bên trên này để cho con mồi nó trúc mõm vào đây. Thì bìm bìm thật xuống nó kéo cái con mồi này ra. Đây, giới thiệu các bác. Bình thường như cái mẹt trước là sẽ ở đây, cái lỗ tròn này nó sẽ ở đây. Thì khi các bác đặt con bìm bìm như này, vô hình chung có thể những con bìm bìm nó dài quá, khi úp ra như thế này, khi chúng ta úp cái bẫy ra, nó sẽ không úp được hết cái con mồi giả. Đấy, nếu mà trong trường hợp mà con mồi nó to quá. Đấy, và shop đã cải tiến hơn một chút, đó là cái vòng tròn này shop sẽ cho dịch vào đây và để như này để ôm trọn cái con mồi. Đấy, khi cái con bìm bìm xuống, bìm bìm thật xuống nó chỉ cần cắn vào đây và lôi con bìm bìm giả này ra là cái bẫy nó sẽ sập ngay lập tức. Và bây giờ shop sẽ thử cho các bác xem, kiểm chứng xem cái bẫy này nó nhạy đến mức như nào nhé. Và cái giá thành của cái mẹt này thì chắc chắn các bác sẽ phải quan tâm đấy, bởi vì giá nó cực kỳ là rẻ. Đấy, chỉ dưới 300 ngàn nhé các bác nha. Để biết giá cụ thể thì các bác vui lòng alo trực tiếp với shop. Đấy, để đảm bảo quyền lợi cho các bác thì các bác cứ alo trực tiếp khi các bác xem đến cái clip này. Giờ thì em sẽ thử cho các bác xem. Bây giờ thì chúng ta sẽ chỉ cần động vào đuôi của con mồi bìm bìm giả này thôi, chứ không cần nhất thiết là vào cái phần cả cái phần cầu tử này. Tất nhiên là khi chạm vào tất cả cái phần cầu tử này thì bẫy nó sẽ sập. Thế nhưng mà đôi khi chỉ cần nó con bìm bìm nó bay và nó động đến cái con bìm giả này thôi, bẫy cũng đã đủ sập rồi. Đấy, rất chi là mạnh nha các bác nha. Lò xo này thoải mái để cho các bác đi với bẫy bìm bìm. Và nếu như sếp khuyên shop khuyên các bác ấy, thì các bác lên kết hợp cả hai chiếc mẹt bìm bìm như này. Giá thành nó rẻ như vậy thì các bác lên kết hợp cả hai mẹt như này. Đấy, các bác có thể để cách nhau độ khoảng vài centimet hoặc là vài chục centimet để cách ra, để tạo cái hiệu quả nhất định khi các bác đi bẫy bìm bìm. Em bán thì thường thường là có những bác mua đến 3 đến 5 cái để về các bác giải ra để tạo cái hiệu quả cao nhất. Và nhiều con bìm bìm nó khôn, nó đến gần cái bẫy rồi nhưng nó không vào. Thế chẳng hạn như cái mẹt chính nó ở đây, thế các bác giải thêm 1 2 cái nữa xung quanh thì không cần con bìm thật nó vào đến cái mẹt chính, mà nó chỉ cần xung quanh đây đã sập bẫy rồi. Các bác đã đạt được hiệu quả là bắt đầu bìm bìm rồi. Đấy. Và để có những cái góp ý tốt nhất thì các bác cứ để lại comment ở phần bên dưới nhé. Và rất vui khi các bác xem clip này, các bác nhấn vào nút đăng ký kênh màu đỏ bên góc phải màn hình để theo dõi những clip tiếp theo mà shop đăng lên giới thiệu cho các bác những cái sản phẩm mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.